sách sáng thế ký chương 47 Joseph đi tâu với Pharaon thân phụ tôi và các anh em tôi từ xứ Canaan đã xuống đây với bầy bò và bầy chiên của họ cùng với tất cả tài sản và hiện đang ở Goshen Joseph cũng chọn năm anh em và trình diện họ cho Pharaon Pharaon hỏi các anh em các ngươi làm nghề gì? Các tôi tớ vua làm nghề chăn bầy gia súc như tổ phụ chúng tôi đã làm họ tâu với vua. Chúng tôi đến đây để sinh sống một thời gian vì nạn đói ở xứ Canaan thật trầm trọng và bầy gia súc của các tôi tớ vua không còn nữa. Bây giờ xin vua cho các tôi tớ vua định cư tại Gosen. Pharaon bảo Joseph, Thân phụ ngươi và anh em ngươi đã đến với ngươi, đất nước Ai Cập ở trước mặt các ngươi. Hãy cho thân phụ ngươi và anh em ngươi định cư tại phần đất đai tốt nhất trong xứ. Hãy để họ ở tại Gosen và ngươi biết ai trong vòng họ có biệt tài. Hãy đặt người ấy coi sóc bày ra súc của ta. Joseph đưa ra cốp cha mình vào bệ kiến Pharaon, sau khi được Joseph chúc phước, Pharaon hỏi người, Cụ được bao nhiêu tuổi? Jacob thưa với Pharaon, Những năm tôi sống phiêu lưu kéo dài đến một trăm ba mươi năm. Các năm của đời tôi thật ngắn ngủi và nhọc nhằn không được bằng các năm phiêu lưu của thân phụ tôi. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa rồi từ biệt nhà vua. Joseph giúp cha và các anh em mình định cư tại Ai Cập và cấp cho họ sản nghiệp tại phần đất tốt nhất trong xứ trong địa hạt tại Ramse. Theo lệnh của Pharaoh, Joseph cũng cung cấp thực phẩm cho cha và các anh em mình cùng tất cả những người ở trong nhà mình tùy theo số trẻ em Joseph và nạn đói. Tuy nhiên, khắp cả vùng đó không có lương thực vì nạn đói trầm trọng. Cả Ai Cập lẫn Canaan đều tiêu tàn vì nạn đói trầm trọng. Joseph thu hết tiền bạc trong xứ Ai Cập và trong xứ Canaan, tự là số tiền nhân dân mua lúa rồi chứa tiền bạc vào kho của Pharaon. Khi tiền bạc trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết. Toàn thể nhân dân Ai Cập kéo đến với Joseph mà yêu cầu xin cấp lương thực cho chúng tôi. Không lẽ vì hết tiền mà chúng tôi phải chết đói trước mặt ngài sao? Joseph đáp, nếu hết tiền bạc thì giao gia súc các ngươi cho ta, ta sẽ cấp phát lương thực đổi lại. Dân dẫn các bầy gia súc lại cho joseph joseph cấp phát lương thực đổi lấy ngựa bầy chiên bầy bò và lừa năm đó joseph thu các bầy gia súc của họ mà đánh đổi bằng lương thực hết năm ấy qua năm sau nhân dân lại kéo đến cùng joseph trình bày chúng tôi không giấu chi ngài tiền bạc hết sạch bầy gia súc đã giao cho ngài Bây giờ chỉ còn bản thân chúng tôi và đất ruộng. Không lẽ chúng tôi phải gầy mòn và đất ruộng phải tiêu tàn trước mặt ngài hay sao? Xin hãy lấy nương thực đánh đổi chúng tôi và đất ruộng. Vậy chúng tôi và đất ruộng sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Xin hãy cấp hạt giống cho chúng tôi gieo để chúng tôi sống còn khỏi chết và đất đai không bị bỏ hoang. Joseph mua tất cả ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh vì đói kém, ngặt nghèo, nên tất cả dân Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Nên tất cả ruộng đất đều thuộc về pharaoh Người Ai Cập trở thành nô nệ từ đầu này đến đầu kia của đất nước. Tuy nhiên, Joseph không mua đất đai của các thầy tế lễ vì họ được lãnh một phần lương thực như pharaoh đã ấn định và đủ ăn nhờ phần lương thực do pharaoh cấp phát vì thế họ không bán đất đai của mình joseph nói với nhân dân ai cập hôm nay ta đã mua các ngươi với đất ruộng các ngươi cho pharaoh đây là hạt giống để các ngươi trồng tỉa đến mùa gặt hái các ngươi hãy đem một phần năm hoa lợi cho pharaoh các ngươi giữ bốn phần năm kia làm hạt giống cho đồng ruộng làm lương thực cho các ngươi con cái các ngươi và cả nhà các ngươi Họ đáp, Ngài đã cứu mạng chúng tôi, nguyện chúng tôi được ơn trước mặt Ngài, thì chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pharaon. Vậy Joseph đặt luật này về đất ruộng trong nước Ai Cập. Hãy còn hiệu lực đến ngày nay. Một phần năm hoa lợi thuộc về Pharaon, chỉ có đất ruộng của các thầy tế lễ, không thuộc về Pharaon mà thôi. Dân Israel định cư tại Ai Cập trong vùng Goshen, họ mua sản nghiệp trong vùng ấy, họ sinh sôi nảy nở và gia tăng dân số rất nhiều. Jacob sống tại Ai Cập 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Đến lúc gần qua đời, Israel cho gọi con trai mình là Joseph vào bảo, bảo. Nếu cha được ơn trước mặt con, hãy đặt tay con nên đuổi cha. Và hứa với cha rằng con sẽ sửa sự cách nhân tử và thanh tín với cha, đừng an táng cha tại Ai Cập. Nhưng khi cha về cùng tổ phụ, con hãy đem cha ra khỏi Ai Cập và an táng cha tại mộ địa của các tổ phụ. Joseph hứa con sẽ làm điều cha dạy. Jacob bảo con hãy thề đi. Joseph liền thề với cha. Israel nương trên đầu cây gậy mình mà thở lệ.